là nó rớt lần sau nó đứng đấy nó chầm rồi ừ ra khỏi đâu ra khỏi nhà cái nó sao nó thì về nhà đấy tao sao nhà chị ôm đấy lại không nỡ về nhà nhiều khi là nhà nào gọi là mà còn đãi khách ngủ cho nó cái lần sức người đi tư dâu về thì người ta ấy thì người ta bảo để đại giạc thì giặt xong thì người ta đi dỡ thuốc đâu mình em làm mình em làm có ai làm đâu thuốc kia thế của ấy tưởng quấn mà đây cao hôm nay ăn cơm được rồi đúng không hơi cao thôi em chấm lại chấm lùi xuống nào lùi xuống về sớm lại cái gì đi xe vừa đó một tí thuốc gì cái trước để đi sọc này đây là cái cây mà em có mỗi em làm đấy làm gì có ai làm đâu mà chịu thì lúc ở đây rồi em không thấy làm gì ạ hay ở bên kia có làm gì nên bán trước không gì làm bánh ngoài thế ông Hải vừa làm bánh cho bán trước à không biết làm bánh cho mình to à thế là vừa ở đây xong không to bình thường vẽ đường tròn vậy thì đang có khách đặt bánh rồi đấy vẽ đường tròn đây này đây này vẽ hình tròn ở trước này xong bắt đầu vẽ cái kia thì em bóp bao nhiêu bóp về đây là cháu em mấy ngày nay gì ơi sắp xếp nhà cháu rồi mà mày nhìn mẹ mày đi thì Hà Nội mà cầm về bánh cháy hết tay lên thì nó mới ra đều rồi. Bao giờ gì về? Người đâu được? Người đâu được? Không kịp. Gì có làm cốt xong thì cũng chẳng làm kịp. Thì do của Lan Anh thế được rồi. Cốt về đâu có cái thành này kệ nó. Ok, nó kệ nó. Tí nữa làm anh chưa qua ra là nó cháy hết mà. Vâng, cốt kẹp kẹp vị vào làm cái này. Không cần ghi ăn được. Nhưng mà em bây giờ về đúng không? Vâng. Xong sang đánh cốt kìa gà xong rồi mang cái cốt về. Mất cốt thôi, kẹo vị đi. Cho mất cho ít kem vào giữa. Thôi lần sau. Chứ không cần. Lần sau. Cái này lần rồi biết rồi thì cũng... Như không chẳng khoan. Nó biết. Mày đã. 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 Em trộn anh làm thử đi. Nó gần như thế luôn. Bóp đều tay thì nó đi ra đều được. Ninh ơi, hôm nay không nắng đi chơi nhiều Ninh ạ. Ninh Bình đấy. Bóp mạnh đều tay. Ninh Bình bóp đi. Đi chơi đâu? Đây đi chơi được đâu? Đi ngựa đâu? Thì em này có bà. Ninh Bình có danh Nam Thắng. Đi về mình leo núi, đi về mình đi sông đi thuyền. Đi thuyền đi lần đầu tiên thì thích ra. Với là nắng tháng bỏ mà. Nhưng mà đi đến lần đầu hai bố mẹ em đi chơi. Chơi đâu, đi du lịch đâu? Sao không phải đi? Hả? Hai vợ chồng đi tự nhiên mình đi làm gì? Ôi giời đây mình phải ăn theo. Thật. Đi du lịch mình đi gia đình mình mất tiền. Hai vợ chồng đi à? Chơi bên đây. Cơ trẻ mà. Đó rồi sặc xuống dưới thẳng cái mũi lên xuống. Đẹp. Nhà em á đi đâu là cũng lôi con theo. Vui mà. Ờ. Có sát miệng không ạ? Bạn đến bên kia cái đường cong rồi thôi. Đó, không vẽ đường cong rồi đi. Em vào cái trên còn theo. Đi làm gì rồi? Thôi cho em đang bảo về còn trời vào cơn mưa. Mưa cho mát rồi. Đang em muốn đi về còn trời vào cơn mưa thì tắm mưa à? Người ta về người ta đi cổ bóng. Đi ô tô mà. Đi ô tô thì lo gì. Đi ô tô thì lo gì. Đi ô tô thì lo gì. Về đi bằng lên. Về đi phải là máy cháy à? Em biết rồi. Nói. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cũng đôi dây mon mà nó tơ tả lắm. Mình cũng đôi dây mon mà. Mỗi ngày chỉ viết một ít thôi mà nó tao đen. Viết liên tục ấy, quật xuống đi. Kiểu mày lại đến chỗ nào? Ủa, không học quần à? Không. Đây rồi nó đây nó quá mà nó đây nó cái khắp chậm cái gì là sau cái gánh này nó cái giữ tay cho nó to to thế là nó kia là qua trường nó lấy hết không mình thế hỏi trường nó bao nhiêu 27.000 rồi lấy luôn còn mình dạy mẹ dạy kinh lên được đây này còn ít thôi. À, kem nát à, nhưng mà có cái chân vẫn bắt được mà. Không có khỏe như là nguyên nó còn không chịu nổi nó còn vật ra nó ốm. Mệt mỏi thật sự. Mệt mỏi, quá mệt mỏi. Hả? Ê cái con này đâu nhỉ? Không quên nó thấy ở làn này mà. Ở làn này không chứ làn này nhỉ? Nào thấy. Thầy ơi ai cắn được bố con thầy ấy mày? Mày giữ ở tao cái xem nào. Cái nào? Nó cứ xoay đi, bực hết cả mình. Cái bà. Chấm tròn tròn. Ờ, những cái tròn tròn nó mắc cái gì đấy? Không, giữ tay ra tròn đấy ấy vào cho đen đen luôn. Sau đó đừng ấy lăng nhăng nó lại dày ra đặt vào đấy đi. Tôi lên đây cái đôi cánh ý là rời là hay là chấp đôi. Chấp đừng lắc đấy không ạ. Một cái chéo lên trên. Trên gần đấy, chéo lên. Rồi chấm không thả ra. Rồi một cái chéo xuống. Quay lại. Đưa ra. Không. Lòi lên ghê. Mắt thân mắt. Không, chỉ xoay tròn.